Và tiếp theo là bản chân. Chân sẽ đánh một bài cổ điển của Mozart mang tên Fantasia. Bài này sẽ làm khán giả cảm thấy rất là huyền bí bởi vì nó vừa buồn và vừa vui. Chân với con rất là thân, nhưng mà khi mới gia nhập Neo Kids, Chân luôn là nguồn cảm hứng của con mỗi lần tập đàn. Chân rất là đặc biệt bởi vì tiếng đàn của Chân có thể làm cho mọi người dừng lại tất cả những gì mọi người đang làm và nghe Chân đánh. Đôi lúc con cảm thấy rất là ghen tị với khả năng này của Chân. Nhưng mà mọi người...